Ngay từ năm 2018, theo Bloomberg, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC đã bắt đầu kế hoạch phát triển một đồng tiền số của riêng mình, được gắn kết chặt chẽ với đồng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ số này sẽ chỉ được PBOC phát hành thông qua một nhóm gồm nhiều tổ chức tin cậy, ban đầu gồm một số ngân hàng lớn cùng các tên tuổi hàng đầu về thanh toán điện tử, UnionPay, Alibaba và Tencent. Cơ quan này thậm chí kỳ vọng có thể tung ra đồng tiền số mới ngay dịp lễ độc thân 11 tháng 11 sắp tới. Bên cạnh Trung Quốc, xu thế phát triển tiền điện tử cũng được nhiều quốc gia khác quan tâm. Cùng thời điểm Libra ra mắt, một dự án tiền số stablecoin khác cũng được một nhóm 14 ngân hàng quốc tế từ Nhật Bản và châu Âu công bố. Với trị giá đầu tư hơn 60 triệu đô la Mỹ, dự án này nhằm mục tiêu tạo ra công cụ giao dịch xuyên biên giới với chi phí thấp. Dự án này cũng có ý định lập tài khoản tại các ngân hàng trung ương và cho phép dễ dàng chuyển đổi ra tiền mặt tương ứng, giúp tăng sự ổn định và minh bạch cho đồng tiền số non trẻ này.